Trung xin chào tất cả anh em nhé. Tiếp theo cái video clip của ngày thứ bảy cuối tuần hôm nay, Trung lên một cái món hàng. Đây là cái sườn xe thịt thuốc mà chặt ra nhé, trên cái lô 5 con ngày hôm qua. Cái sườn này là với cái dàn chân, cái dàn chân mà bánh lốp đẹp nhất luôn, đẹp nhất luôn. Sáng mình làm một cái video cái con xịt đẹp nhất, buổi chiều thì làm cái video về cái sườn có cái dàn chân đẹp nhất. Hãy đăng lên anh em có xem, anh em có nhu cầu sử dụng không nhé. Bây giờ thì khi mà cắt ra hết rồi thì nó sẽ trở thành cái con xe rùa hai cầu nhé anh em. Đây là sườn, nó y hệt cái con sườn xe rùa hai cầu có đời 800 kg cabin ấy, sử dụng một chung 100% phụ tùng của hãng Chi Cu Sui ấy. Giống nhau hết. Cái con này thì nó chạy cắt cầu trước được, nó không phải là hai cầu thường trực. Có một cái con nó để là 4 vkf on time, có nghĩa là nó chạy toàn thời gian. Cái con này chạy bán thời gian, có nghĩa là mình có thể cắt cái cầu trước được, chạy một cầu sau hoặc cầu trước. Đây, trời nắng rất là nắng đói luôn, khó nhìn một tí, anh em cố nhìn nhé. Quay xa trước đi, quay gần sau. Đây, cái con này thì ghế giữa 100% chạy như cày. Ghế giữa 100%, vô lăng cũng giữa luôn. Bót cơ không có trợ lực nha. Mấy con này nhẹ lắm. Đây. Đấy. Con này nó hay ở chỗ là nó ngoài. Anh em chỉ việc lắp thêm động cơ, bố trí lắp thêm cái động cơ tùy theo ý tưởng chế cháo của mỗi người thôi. Thì còn lại thì nó gần như là đủ đòn. Thường thì những cái sườn khác thì nó không có côn liền, có nghĩa là mình phải chế côn bằng cách căng dây curo hay là mua cái côn ba rãnh bốn rãnh gì đó về chế. Cái con này nó có hộp côn có sẵn nha. Động cơ vào đây, động cơ ngược nha anh em, ngoài sau tới. Bây giờ muốn chế động cơ phía trước thì cứ làm ổ gánh kéo dây qua. Đây. Còn chưa đăng lại cho anh em chế cháo luôn. Còn không chế đến nó thì chạy láp chạy gì đó thì tận dụng nối kiểu gì đó chế. Đây dàn cầu đây. Cầu nó liền hợp số nha. Cái đây là cầu liền hợp số. 3 tiếng một lùi 2 tầng nhanh chậm. Trong đây tuôn. Rồi đây là cốc cầu trước này. Cốc cầu trước chạy ra láp ra cầu trước này. Đấy. Thật ra mình quay mình cũng nhìn cái màn hình điện thoại mình cũng không thấy gì. Chói quá. Đấy. Đây là cốc để chuyển đổi hướng dọc của động cơ nhé anh em. Chuyển đổi hướng dọc, anh em dùng cái cốt lai, cốt áp gì đó lai ra trước. Thậm chí có thể đặt cái động cơ dưới ghế ngồi, cái chạy cái dùng cái máy máy dầu mini gì đấy, chỗ nào đó bố trí dưới đây. Dưới ghế, nằm ghế cao lên để chạy máy trước cũng được. Còn cái sàn thì cực kỳ rộng rãi rồi. Cái sàn thì ngồi cái tư thế ngồi rất là rộng rãi. Côn tích hợp nhé anh em. Chân côn đây. Đây này. Mình đạp côn nhé. Đấy. Côn là dây nó kéo côn luôn. Có côn, có phanh. Phanh đôi giống như kiểu máy cày nhé anh em. Rồi. Còn cái bàn đạp ga này. Ba số này. Một, hai cần. Hai cần trong đó có một cái cần nhanh chậm và một cái cần gạt cầu. Nhanh chậm đây. Lô 2 đây. Bên kia là 2WD. Với lại 4WD, có nghĩa là gài cầu trước. Sườn này thì còn cứng chắc 100% nhé nè. Không có bị mục mọt hay là lủng lẻo nào hết á. Bót lái thì hoàn toàn không có đậu rơ luôn. Con này nó chạy chưa đến nghìn giờ. Đây các bạn thông số tốc độ các thứ đây. Hình như là nhanh nhất được 14 km/h đây nè. Đúng cái tốc độ zin của nó đó. Anh em muốn nâng tốc độ thì bằng cách truyền chạy dây. Ví dụ cái động cơ nó chạy trực tiếp. À, cái loại này nó chạy qua cái hộp số rồi chứ không phải chạy trực tiếp nữa. Anh em muốn tăng tốc độ thì cứ làm đi nhanh chậm nhanh ấy. Rồi, mình chuyển qua bên đây đứng nhìn từ phía sau tới nha. Khung sườn hộp 8 rất là dày luôn. Cầu xe kịch cộm lắm.
bốn cái bánh gai này, bốn cái bánh gai đúng tiêu chuẩn của xe rùa này, còn gai gió đầy đủ nha anh em. Ốc su này 20 x 10 trừ 10 nhé, đây 20 x 10 trừ 10 này, view sexy nó như vậy đó, rất là cứng chắc. Anh em muốn tăng chiều dài cơ sở thì có thể dời cầu cắt sexy nối dài ra cái kiểu gì đó, nối dài ra thì tất cả những cái chi tiết mà nối, ví dụ cắt ngang đây thì những cái chi tiết nào nó nằm trên mặt cắt mình đều mình cứ nối ra hết. Ví dụ như nối dài ra 50 phân, nối dài ra 50 phân để làm, để cho nó dài ra để chở được nhiều hàng, thì tất cả những cái cây đũa này lắp dọc cạc đang gần số này mình thêm đúng 50 phân hết là được. Này, view cái con xe rùa như vậy, bốn bánh còn gai gió rất là đẹp luôn, bốn bánh là đẹp, đẹp nhất trong mấy cái con của mình có đấy. Bốn bánh này thì còn chạy lâu lắm, cái loại bánh này thì tải nó cao, một cặp 5 tạ là chuyện bình thường. Bốn cái bánh thì quá tải hết mức có thể lên được 1 tấn, tùy đường xá nha anh em, không phải lúc nào cũng nói là chở maximum 1 tấn là cứ chắc 1 tấn nên mà đi đâu. Đường xấu quá thì mình cứ giảm tải lại, giảm mức độ nào còn đi được thì thôi. Còn có thể độ chế anh em mà cần gầm cao thì có thể bỏ bốn bánh này ra rồi đi mua 4.6 12 hay gì đấy lắp vào. Cái khoảng về này nó cũng còn còn cao này, còn tương đối cao này, thì mình lắp cái bánh 6-12 vào vẫn được, để cho nó gầm nó cao lên để đi được đường lầy tốt hơn. Rồi, cái video Trung đăng cái món hàng như vậy đó, anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số điện thoại của Trung nhé, hàng bán tại Long An nhé anh em.